kiểu cách và mẫu mã như này thì cô cảm thấy đã đạt tiêu chuẩn chưa? Ủa, quá thích luôn. Và cô cũng đi nhiều nơi rồi nhưng mà cô thấy nhiều những người cô lớn tuổi nhưng mà nhiều những người mà đã thành điệu. Người ta mua của nhà cháu, người ta là mua có bộ ghế khoảng trăm triệu người ta bắt mua. Cái cô mua cái bộ này là cô cũng cảm thấy là mắc nghiện lắm rồi. Cái cô mua cái bộ này là cô cũng cảm thấy là mắc nghiện lắm rồi. Và thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Giáo nhất xin cảm ơn cô Xuân và gia đình cô đã tin tưởng và dùng đồ gỗ của cơ sở cháu. Và thì cháu xin chân thành cảm ơn cô và chúc cô và toàn thể gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Và đến năm 2020 cô sẽ sửa được căn nhà hoành tráng hơn, đẹp hơn để đón năm mới nhé. Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Vâng, xin chào mọi người. Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Táo nhá. Vâng, bây giờ là 5 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019. Vâng, thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị trên màn hình quý vị đang xem đây là nhà cô Xuân Hương ở xóm Hà Biên Võ Miếu. Vâng, thì là đây là ngôi nhà cũ của cô đây. Vâng, cô đang sắp chuẩn bị để tu sửa lại. Vâng, thì hôm nay chúng tôi chở bàn ghế phòng khách vào cho cô. Nhưng mà cô đã tạm để ngoài sân để ngày mai cô xếp vào chỗ khác đó. Và để cô sửa nhà xong cô mới cho vào nhà. Đấy. Chương dự định của cô là nhà của cô sẽ khánh thành vào đầu xuân năm 2020 này đây. Nhưng mà cô sốt ruột quá, cô đã mua bàn ghế trước của cơ sở đồ gỗ Dung Tám thôi về để cô. Đây, hôm nay cô đang để tạo ngoài sân của cô đây. Đấy. Nhà léo quá giờ bắt đầu để mua bộ ghế đây thấy quá đẹp. Vâng, thấy cô thấy bàn ghế đẹp quá, cô mua trước, cô bảo là cô mua trước ở đây. Hôm cuối năm nó cập dập nó bận thì lúc mới mua nó không thuận tiện lắm. Đấy, đây nhà của cô này. 2 tầng. Cô sắp chuyển sửa thành 3 tầng rồi. Đấy. Hôm nay chúng tôi trở vào thì nhà vẫn chưa sửa được, cô bảo cứ để ngoài sân cho cô đã, xong ngày mai cô xếp gọn trong bếp. Đây nhà ai trước hàng màn hình quý vị đây là cô Xuân chủ nhà đây nhá. Và đang trực tiếp bàn giao. Vâng. Đang trực tiếp và bàn giao cho cô bộ ghế nghe bảo đỉnh cột 12 gồm 6 món chất liệu gỗ hương đá này nhá. Và chiếc kệ tivi cột nho kích thước là 24 chất liệu cùng chất liệu gỗ hương đá. Thì ai có nhu cầu dùng bộ sản phẩm như của cô Xuân Hương ở Võ Miếu này thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám rồi nhá. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và có số điện thoại là 0987510806. Đây bộ ghế này nó gồm có 6 món là có 2 chiếc ghế đơn này và 1 chiếc bàn. À, bên 2 chiếc ghế đơn là một cái đôn kẹp này. Chiếc bàn này có kích thước 75,5m. Mặt liền tấm hết và các cái ván mặt này là liền tấm hết, vân vèo rất là đẹp. Thời tiết này tối rồi quá đẹp. Thời tiết này nó mưa, nó không được sáng nữa mà hình ảnh nó không được đẹp lắm. Nhưng hôm nay đây là nó gỗ thực tế của nó như này. Vâng. Bên kia là một chiếc đoạn dài. Cụ xem mãi là cụ xem bao nhiêu cơ sở đấy. Gỗ mặt gỗ cũng liền tấm hết. Đấy, mẫu ghế rất là mới bằng chất liệu gỗ hương đá, được chúng tôi phun chất liệu BU bóng mờ, bằng chất liệu rất là tốt, BU bóng mờ của Đài Loan này. Đấy, đây đang để tạo ngoài sân, trời sẩm tối ra mà màn hình ảnh nó không được đẹp lắm. Này vào nguyên phòng khách này.